Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 cùng olm.vn. Các con thân mến, trong cuộc sống, thư từ là hình thức trao đổi thông tin gián tiếp bằng chữ viết, có thể thêm hình ảnh, ký tự hoặc vật dụng đính kèm giữa người viết thư và người nhận thư. Qua thư từ, chúng ta có thể bộc lộ tình cảm với nhau hoặc thông báo về tình hình cuộc sống, sức khỏe, công việc hoặc để mời ai tham dự một sự kiện gì đó. Chúng ta có thể trao đổi với nhau về tất cả mọi thứ qua thư từ. Và ngày hôm nay, cô sẽ đưa các con đến với một bài tập đọc mang tên gọi Thư thăm bạn để chúng ta tìm hiểu về một bức thư giữa một bạn nhỏ gửi cho một người bạn mới quen của mình để chia buồn và động viên với bạn vì cô bạn mới ấy vừa phải trải qua một nỗi đau vô cùng lớn lao trong cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện đọc. Thư thăm bạn. Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Hồng ơi, mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng, theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình. Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp thị xã đang có phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé. Chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Vậy là vừa rồi, cô và các con đã cùng luyện đọc về bài tập đọc Thư thăm bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ ngữ khó qua phần chú thích. Xả thân là không tiếc thân mình vì việc nghĩa. Quyên góp là vận động mọi người góp tiền của để làm việc nghĩa hay việc ích lợi chung. Và khắc phục là vượt qua khó khăn hoặc trở ngại. Vậy là vừa rồi, các con đã được tìm hiểu những từ ngữ khó có trong bài rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần 2, đọc hiểu chi tiết. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi theo 3 nội dung chính. Thứ nhất, đó chính là tìm hiểu lý do Tuấn Lương viết thư cho Hồng. Thứ hai là thấy được sự cảm thông và an ủi Tuấn Lương dành cho Hồng. Và thứ ba, đó chính là tìm hiểu về tác dụng của phần mở đầu và kết thúc của bức thư. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ nhất, đó là lý do Tuấn Lương viết thư cho Hồng. Các con hãy dựa vào phần đầu của văn bản và cho cô biết lý do Tuấn Lương viết thư cho Hồng. Tại sao bạn Tuấn Lương lại viết thư cho Hồng các con nhỉ? À, rất chính xác. Tuấn Lương viết thư cho Hồng bởi vì bạn Tuấn Lương đã đọc báo Thiếu niên Tiền Phong và nhận được một thông tin trên báo như sau, đó là bạn biết được ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ vừa rồi. Chính vì vậy, bạn muốn viết một bức thư để chia buồn với Hồng, cũng như động viên Hồng vượt qua nỗi đau sâu sắc vừa xảy đến với gia đình của bạn. Từ cái lý do viết thư này, các con cũng có thể nhận thấy bạn Tuấn Lương này là một người rất là tình cảm và biết quan tâm đến những người xung quanh của mình. Hồng và Tuấn Lương không hề quen biết, nhưng Tuấn Lương vẫn muốn an ủi, động viên Hồng để Hồng có thể vượt qua cái nỗi đau vừa rồi. Cô hy vọng các con cũng hãy biết dành tình cảm và sự quan tâm đến người khác giống như bạn Tuấn Lương trong bài tập đọc này các con nhé. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong lý do Tuấn Lương viết thư cho Hồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ hai, đó chính là sự cảm thông và an ủi mà Tuấn Lương đã dành cho Hồng. Các con hãy cho cô biết những chi tiết nào trong văn bản cho thấy Tuấn Lương thể hiện sự cảm thông của mình đối với bạn Hồng.
Tuấn Lương đã thể hiện sự cảm thông với Hồng qua những chi tiết sau. Bạn đã viết: "Hôm nay đọc báo Thiếu Niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết bà của Hồng đã hy sinh trong trận lũ vừa rồi. Mình gửi bức thư này để chia buồn với bạn." Và mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Tiếp theo, các con lại tiếp tục tìm cho cô những chi tiết cho thấy bạn Tuấn Lương rất biết cách an ủi bạn Hồng. Tuấn Lương đã thể hiện sự an ủi của mình đến Hồng qua những chi tiết sau. Thứ nhất, đó là chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Đây là những câu mà bạn Lương muốn khơi gợi niềm tự hào về hành động của người cha dũng cảm, từ đó khiến bạn Hồng phần nào vơi đi nỗi đau mà thấy tự hào về người cha tuyệt vời của mình. Tiếp theo đó là chi tiết. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Lương đã khuyến khích động viên Hồng noi theo tấm gương dũng cảm của người ba, hãy mạnh mẽ như ba của mình. Và chắc chắn bạn Hồng sẽ trở thành một người tuyệt vời như ba, và khi đó nhất định ba của Hồng sẽ vô cùng tự hào về bạn. Và cuối cùng, đó là Tuấn Lương còn viết: bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình. Lương nhắc đến những người thân bên cạnh bạn Hồng, họ vẫn luôn luôn bên cạnh và cùng Hồng trải qua mọi vui buồn khác trong cuộc sống. Không chỉ có người thân mà còn có cả những người bạn mới ở khắp mọi miền Tổ quốc giống như Tuấn Lương. Lương quả thực rất biết cách an ủi Hồng vượt qua nỗi đau, phải không nào các con? Như vậy, các con có thể thấy Tuấn Lương không chỉ là người biết quan tâm và yêu thương những người xung quanh mình, mà hơn nữa, bạn còn có cách chia sẻ cái niềm thông cảm của mình một cách rất khéo léo, giúp người ấy có thể vượt qua nỗi đau, giúp người ấy nhận ra rằng bên cạnh mình, xung quanh mình còn rất là nhiều người khác dành tình cảm cho mình. Và chắc chắn cô tin rằng khi nhận được bức thư này của Tuấn Lương, Hồng sẽ phần nào vơi đi được những nỗi đau, những nỗi mất mát rất lớn vừa xảy đến với Hồng. Vậy là chúng ta vừa đã tìm hiểu về lý do Tuấn Lương viết thư cho Hồng, cũng như là cách mà Tuấn Lương thể hiện sự cảm thông và an ủi tới Hồng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là tác dụng của phần mở đầu và kết thúc bức thư. Trong bất kỳ bức thư nào cũng không thể thiếu phần mở đầu, và phần kết thúc này có vai trò và ý nghĩa quan trọng không thể thiếu trong bất cứ bức thư nào. Vậy bây giờ, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của hai phần này. Vậy dựa vào những thông tin có trong bài tập đọc này, các con hãy cho cô biết phần mở đầu trong mỗi bức thư cho chúng ta biết được những thông tin gì. Đúng rồi! Trong phần mở đầu của mỗi bức thư nêu về địa điểm, thời gian viết thư và lời chào hỏi của người nhận thư. Trong bức thư mà Tuấn Lương viết cho Hồng, ở phần mở đầu các con có thể biết được về địa điểm, thời gian viết thư, đó chính là Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000, và lời chào hỏi của người nhận thư, đó chính là bạn Hồng thân mến. Tiếp theo, về phần kết thúc của bức thư, các con hãy cho cô biết phần kết thúc của bức thư chúng ta có thể biết được những thông tin gì. Về phần kết thúc của bức thư, trong phần này nói lên lời chúc hoặc lời nhắn nhủ, cảm tạ và hứa hẹn. Như trong bức thư mà Tuấn Lương viết cho Hồng, thì phần này đó chính là chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn. Và sau đó thì người viết ký tên, ghi họ của người viết thư. Mà trong bức thư này, đó chính là bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Vậy là các con đã nắm được tác dụng của phần mở đầu và kết thúc của bức thư rồi, đúng không nào? Và bài học của chúng ta cũng đã dừng lại ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ 3, đó chính là tổng kết bài học. Bức thư đã thể hiện tình cảm của Tuấn Lương đối với Hồng khi biết tin ba của bạn đã hy sinh trong trận lũ lụt. Đó chính là sự thương bạn, sự động viên bạn và muốn chia sẻ đau buồn của bạn. Cô hy vọng qua bài tập đọc này, các
các con cũng học tập được những đức tính vô cùng quý giá của bạn Tuấn Lương, đó chính là biết quan tâm, biết yêu thương và biết sẻ chia đối với những người xung quanh. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.